Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5, ngày 15 tháng 2 và bây giờ những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hưng Yên phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn 2024. Tập trung thi công các công trình giao thông trọng điểm. Xuân về trên vùng quê đổi mới xuân dục. Nét độc đáo trong các ngôi nhà cổ ở xã Bình Minh. Quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào Mùa xuân là Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, sáng nay tại tuyến đường trục Bắc Nam, khu Đại học Phố Hiến, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn 2024. Sự lễ phát động có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên trồng được 72.000 cây, đạt trên 200% kế hoạch, 100% các huyện, thị xã, thành phố đều trồng vượt kế hoạch đề ra. Gồm các loại cây chủ yếu như bằng Đài Loan, Osaka, kèn hồng, bằng lăng tại 164 tuyến đường, kinh phí huy động từ các nguồn lên đến trên 50 tỷ đồng. Từ đó hình thành những tuyến đường khu phố, khu dân cư có cảnh quan xanh, sạch đẹp. Năm 2024, tỉnh Hưng Yên dự kiến trồng 24.000 cây, tiếp tục trồng bổ sung hoàn chỉnh trên 164 tuyến đã thực hiện năm 2023 và phấn đấu trồng mới tại 100 tuyến đường trên địa bàn toàn tỉnh. Phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn biểu dương các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị đã hưởng ứng và tổ chức thực hiện tốt phong trào trồng cây trong năm qua, tiếp tục triển khai đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phấn đấu độ bao phủ cây xanh để các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu trong năm 2024, các ủy đảng và chính quyền các cấp tổ chức triển khai việc trồng cây phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, đảm bảo thiết thực hiệu quả, tăng cường nguồn lực để hỗ trợ cùng doanh nghiệp, người dân trồng nhiều cây xanh hơn nữa. Đề nghị các địa phương lựa chọn các loại cây trồng phù hợp với từng tuyến đường giao thông, khu vực đô thị, các khu dân cư, điểm dân cư nông thôn và các khu các cụm công nghiệp, tổ chức phát động trồng cây toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, triển khai thực hiện tốt kế hoạch trồng cây hàng năm, gắn với việc trồng cây vừa tạo cảnh quan, vừa chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại các khu trong quy hoạch được phê duyệt. Bên cạnh việc trồng cây, chúng ta cũng phải có kế hoạch chăm sóc, bảo vệ, duy trì hàng cây. Thì các huyện, thành phố, thị xã phải vào cuộc tích cực nhiều hơn nữa để chúng ta nhân cái số cây này càng nhiều càng tốt, càng nhiều tuyến đường thì càng tốt. Toàn thể nhân dân chúng ta tích cực hơn nữa để ta trồng cái hàng cây quy hoạch được nhiều hơn. Tại sao mà tỉnh Hưng Yên là một cái mô hình, một cái điểm mà toàn quốc có thể khi tới Hưng Yên cũng là một cái dấu ấn, ngoài các khu các cụm công nghiệp, ngoài hệ thống giao thông tốt, hạ tầng tốt, nhưng là có những hàng cây đẹp thì ta hy vọng là như vậy. Phấn đấu hoàn thành sớm kế hoạch trồng cây năm 2024. Các đoàn thể, hội phụ nữ tiếp tục duy trì các phong trào trồng đường hoa, mỗi đoàn thể nhận chăm sóc một vài hàng cây để góp phần hoàn thành trồng cây xanh của xã, của huyện, của tỉnh. Ngay sau buổi lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố đã trồng cây tại đường trục Bắc Nam, khu vực Đại học Phố Hiến. Năm nay, thành phố Hưng Yên phấn đấu trồng khoảng 1.600 cây nhân dân, gồm những cây chính như kèn hồng, bàng Đài Loan. Gắn việc trồng cây nhân dân với thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm cho giá trị kinh tế cao. Hưởng ứng phong trào Mùa xuân là Tết trồng cây, sáng nay các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt ra quân tổ chức Tết trồng cây Giáp Thìn 2024. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự lễ phát động Tết trồng cây tại xã Tống Phan, huyện Phù Cử. Trong năm qua, huyện Phù Cử đã trồng thêm trên 2.900 cây xanh, cây cảnh với kinh phí khoảng 1 tỷ 300 triệu đồng, đạt gần 105% kế hoạch. Huyện trồng chủ yếu các loại cây, kèn hồng, Osaka, hoa ban, bằng lăng, phong linh. Tại chương trình, các đại biểu cùng toàn thể nhân dân đã trồng cây tại khu dân cư số 5, cầu Quán Bầu, xã Tống Phan. Trong năm 2024, huyện Phù Cử phấn đấu trồng trên 3.200 cây xanh, đặc biệt tích cực vận động bà con chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng vải trứng, vải lai chín sớm.
Tại huyện Ân Thi, đồng chí đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã dự lễ phát động Tết trồng cây tại thôn Đông Bạn, xã Cẩm Ninh. Năm 2023, huyện Ân Thi trồng được hơn 22.000 cây các loại, trong đó cây bóng mát, cây lê gỗ được gần 5.700 cây như bàng đài loan, keo, ban tây bắc. Hướng Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn, huyện Ân Thi phấn đấu trồng 19.000 cây các loại, trong đó cây ăn quả là 17.000 cây, cây lê gỗ bóng mát là 1.800 cây. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng nhân dân đã trồng cây xanh tại tuyến đường giao thông đi qua địa bàn thôn Đông Bạn, xã Cẩm Ninh. Năm 2024, thành phố Hưng Yên phấn đấu trồng khoảng 1.600 cây nhân dân, gồm kèn hồng, bằng đài loan, trong đó tỉnh hỗ trợ thành phố trồng 600 cây, gồm kèn hồng 300 cây, bằng đài loan 300 cây. Tại lễ phát động, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên cùng lãnh đạo thành phố Hưng Yên đã tham gia trồng cây bóng mát nhân dân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024 tại khu vực sân cơ quan Thành ủy Hưng Yên. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào dự lễ phát động Tết trồng cây tại trường tiểu học, trung học cơ sở Bần Yên Nhân và trồng hàng cây quân dân, công trình của thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2024 tại tuyến đường Vũ Văn Cẩn. Năm 2024, thị xã phấn đấu trồng mới 5.800 cây xanh các loại, trong đó chú trọng trồng cây xanh gắn với xây dựng cảnh quan đô thị tại các khu dân cư, khu công sở, khu văn hóa, các khu cụm công nghiệp, khu đô thị, các trường học. Được biết, trong năm 2023, toàn thị xã đã trồng mới trên 5.500 cây xanh, cây phân tán các loại. Dự lễ phát động Tết trồng cây tại huyện Văn Giang có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Năm nay, huyện Văn Giang phấn đấu trồng 70.000 cây xanh các loại để đảm bảo các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và tiêu chí đô thị loại 3, trong đó khuyến khích trồng cây bàng đài loan, keo Osaka hoa vàng, ban tây bắc. Tại lễ phát động, các đại biểu và đoàn viên thanh niên trong huyện đã trồng cây bằng đài loan, cây keo tại vỉa hè, đường giao thông, trước cửa trụ sở công an huyện Văn Giang. Cùng ngày, các xã thị trấn trong huyện đã đồng loạt trồng cây ở những nơi đất trống trong khuôn viên các cơ quan, trường học, bệnh viện, quanh nhà, quanh vườn, ven các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Tại xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và phát động phong trào trồng cây nhân dân năm 2024. Năm nay, huyện Văn Lâm phấn đấu trồng vượt mức kế hoạch 4.500 cây các loại. 5 loại cây chính được trồng là bàng đài loan, bằng lăng Osaka hoa vàng, ban tây bắc kèn hồng. Cơ bản mỗi tuyến đường, khu dân cư trồng một loại cây tạo cảnh quan đồng nhất. Bên cạnh hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ, phong trào trồng cây trên địa bàn huyện Văn Lâm còn hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu và nhất là đáp ứng mục tiêu đến năm 2025 toàn huyện trở thành đô thị loại 4, khu vực trung tâm huyện là đô thị loại 3. Hưởng ứng Tết trồng cây nhân dân năm 2024, huyện Tiên Lữ triển khai trồng gần 1.900 cây các loại, gồm bằng Đài Loan, Osaka, Nhật Bản và kèn hồng. Tại lễ phát động, các đại biểu đã trồng cây tại đường trục trung tâm xã Ngô Quyền, tuyến đường vừa mới hoàn thành. Hàng cây xanh được trồng nhưng không chỉ tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp mà còn cải thiện môi trường nơi đây. Hưởng ứng Tết trồng cây, năm 2024, huyện Quế Châu dự kiến trồng gần 1.100 cây các loại, trong đó tập trung trồng các loại cây như phong linh, huỳnh liên, kèn hồng, cây Osaka, cây hoa ban tây bắc. Trong đó, nguồn kinh phí hỗ trợ trồng cây là 750 cây, số cây còn lại là 330 cây. Ủy ban nhân dân huyện phân bổ giao chỉ tiêu số lượng cho các xã thị trấn. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện cùng nhân dân đã trồng cây tại hành lang tuyến đường DT57, huyện Quế Châu. Huyện Kim Động kế hoạch năm 2024 sẽ trồng khoảng 5.600 cây, tăng 2.000 cây so với năm 2023 và tăng 3.200 cây so với kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, điều chỉnh bổ sung tăng số lượng cây nhân dân để đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Dự kiến tập trung trồng 5 loại cây chính gồm hoa ban tây bắc, bàng đài loan, Osaka, kèn hồng, bằng lăng. Theo kế hoạch năm 2024, huyện Yên Mỹ trồng gần 2.000 cây, trong đó tỉnh hỗ trợ 900 cây, còn lại là các xã thị trấn triển khai trồng ở các đường giao thông xung quanh các trụ sở cơ quan. Các loại cây được trồng chủ yếu là cây xanh, cây bóng mát, cây lê gỗ như hoa ban tây bắc, bàng đài loan, Osaka, hoa vàng. Trong năm 2023, huyện Yên Mỹ trồng được trên 3.400 cây, đã góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, hướng tới cuộc sống con người thân thiện, gần gũi với môi trường thiên nhiên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong không khí vui tươi, phấn khởi những ngày đầu năm mới, các địa phương trong tỉnh Hưng Yên đã đồng loạt ra quân tổ chức Tết trồng cây với hy vọng năm mới mang nhiều sức sống, phát triển mới,
cho địa phương, đất nước như lời phát động của Bác Hồ vào Tết trồng cây mùa xuân năm Canh Tý 1960. Cho đến hôm nay, tinh thần của Tết trồng cây vẫn được lan tỏa đến từng người dân, gia đình, địa phương trên địa bàn tỉnh. Gắn bó với cây xanh hơn 20 năm, ông Vông ở thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động đến nay đã không còn nhớ rõ đã trồng bao nhiêu cây bóng mát cho địa phương, bởi con số đã lên đến hàng trăm cây. Từ những cây đa cổ thụ trên các sư đồng cho đến hàng lộc vừng, sấu, hoàng yến, xoài, Osaka, tại các con đường trục xã, đường thôn xóm do ông Vông trồng đến nay đều đã xum xuê tán, tỏa bóng mát cho làng quê. Tôi nhận thức một điều rằng là trồng cây để cho người đời, những người nông dân đi làm, lao động, là khi lắng nôi là có bóng mát để nghỉ ngơi, phục vụ lợi ích cho toàn dân đến muôn đời về sau. Về xã Tân Châu, huyện Quai Châu, không ai không biết đến bà vừng cây giống, bởi hàng năm bà luôn là người tiên phong đi đầu trong việc ủng hộ các giống cây cho các địa phương, các hội đoàn thể để xây dựng các vườn cây xanh, vườn cây sinh kế và truyền tình yêu cây đến với tất cả mọi người. Đặc biệt, không những phủ xanh tại Hương Yên, bà cùng gia đình đã mang hàng triệu cây xanh tới các vùng đất khó khăn, nơi biên cương, núi rừng trên khắp đất nước. Cái thôi thúc mình thì chẳng cần tiền, chỉ làm có màu xanh cho nó vui thôi. Thì mình bây giờ cây của nhà mình làm ra thì mình đi làm từ thiện, cho cây thì ăn nhớ mẹ, cho tiền tiêu hết rồi làm gì còn để mà nhớ. Nó thành nghề và nó lưu truyền vạn đại cho đời mình, có cây đến đời con mình ăn chưa hết, đến đời cháu mình vẫn còn. Từ những tấm gương điển hình như ông Vông, bà Vừng và sự chung tay của cả hệ thống chính trị, tỷ lệ bao phủ cây xanh của tỉnh Hưng Yên trong những năm qua có những chuyển biến rõ rệt, từ những đô thị đến các tuyến đường nông thôn, nội đồng, các không gian công cộng như công viên, công sở, trường học đều có cây xanh tỏa bóng mát. Năm 2023, toàn tỉnh đã trồng trên 72.000 cây các loại, đạt trên 200% kế hoạch đề ra. Tết trồng cây năm 2024, tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát động sâu rộng phong trào trồng cây nhân dân với số lượng cây dự kiến khoảng 24.000 cây. Cùng với đó là tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các vùng chuyên canh cho giá trị cao. Khi có kế hoạch giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn, các ngành đoàn thể, thì huyện chúng tôi vừa quan tâm đến cái chỉ tiêu giao là trồng số lượng cây, vừa quan tâm đến cái việc bảo vệ và chăm sóc cây để cho cây sống và trưởng thành. Huyện Văn Âm cũng đã tích cực phát động, tổ chức thực hiện phong trào trồng cây nhân dân, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch năm 2024 khoảng 4.500 cây xanh. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Một mùa xuân mới, một mùa Tết trồng cây mới đã đến, mang theo sự phát triển, sức sống mới đang nảy mầm xanh tươi, và hơn hết là môi trường sống xanh, trong lành của mọi người, mọi nhà. Tình yêu với cây xanh của mỗi cá nhân, mỗi tập thể sẽ giúp cho màu xanh ngày càng được bao phủ trên mỗi tuyến đường từ thành thị tới nông thôn của tỉnh Hưng Yên, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do chính phủ phát động. Hôm nay ngày 6 tháng Giêng, trên các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh, các nhà thầu đã tập trung gần 100% phương tiện và nhân lực để thi công, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch ngay từ những ngày đầu năm. Trong đó, dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành với đường vành đai 4 vùng thủ đô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được nhà thầu là công ty Lizen tập trung hơn 50 phương tiện gồm máy lu, xe vận chuyển cát và gần 200 công nhân thi công 5 mũi tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm và Yên Mỹ. Đường Tân Phúc Phong Phan qua địa bàn các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cử cũng được liên danh nhà thầu là công ty Vina Delta và công ty Lizen tiến hành thi công nhiều mũi. Bên cạnh đó, đường liên tỉnh Hưng Yên Hà Nội, đường tỉnh 379 kéo dài cũng được các nhà thầu triển khai thi công theo phương châm tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung làm ngay từ ngày đầu năm. Được biết, trong ngày mai, mùng 7 tháng Giêng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đi kiểm tra hiện trường, thăm các đơn vị thi công và làm việc với các sở ngành địa phương, nhà thầu để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, nguồn cung vật liệu để tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công.
Sáng nay, Viettel Hưng Yên tổ chức lễ ra quân sản xuất kinh doanh năm 2024 nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết hăng say lao động của cán bộ nhân viên. Tổng doanh thu năm 2023 của Viettel Hưng Yên đạt trên 100% so với kế hoạch. Doanh thu chuyển đổi số hoàn thành 200% kế hoạch, tăng trưởng 150%. Số thuê bao di động 4G tăng trưởng 6,5%, hoàn thành vượt 130% kế hoạch giao. Trong năm, phát sóng gần 100 trạm BTS mới. Đặc biệt, ưu tiên các khu dự án đô thị mới, khu công nghiệp, góp phần mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng mạng di động trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, các hoạt động chung tay vì cộng đồng tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Với hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ, ủng hộ các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả đạt được, Viettel Hưng Yên đặt mục tiêu trong năm 2024 tiếp tục mở rộng thị phần thuê bao Internet, thực hiện chuyển dịch toàn bộ thuê bao di động 2G, 3G lên 4G theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giúp cho bộ mặt nông thôn thay đổi toàn diện. Nhờ đó mà mỗi năm trôi qua, người dân lại được vui Tết đón xuân với diện mạo mới của quê hương. Ghi nhận tại xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hảo. Năm nào cũng vậy, vào những ngày đầu xuân mới, gia đình chị Phạm Hương Thủy lại trở về quê hương thăm người thân. Và cứ sau mỗi lần về quê, chị không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của quê hương mình. Từ một xóm nghèo, đường xá chật hẹp, thôn Xuân Đào, nơi chị sinh ra, giờ đây như một khu phố. Thế nhưng mà mọi năm mà khi về đến cái đường này thì hầu như là nó rất là nhỏ và tôi thường phải để xe ở ngoài. Thế nhưng mà năm nay thì khác hẳn rồi. Đường xá to rộng, rất là sạch sẽ. Những cái pano biển hiệu chúc mừng năm mới, mừng xuân, mừng đảng. Thấy đỏ rực rỡ. Và tôi cũng mong là Xuân Dục mãi mãi phát triển để những người con xa quê như tôi lúc nào cũng cảm thấy hào hứng, hân hoan khi mà trở về với quê hương mình. Đúng vậy, đến với vùng quê này vào những ngày cuối năm, các trục đường thôn khang trang sạch đẹp, nhà nhà san sát nhộn nhịp, sầm uất như một khu phố, hàng hóa đa dạng đầy ắp, người dân tấp nập đi mua sắm, cho thấy sự đủ đầy, sự đổi thay từ một vùng quê nông nghiệp. Đặc biệt hơn là năm nay họ được vui Tết đón xuân trong niềm hân hoan của vùng quê đổi mới. Dân là quá vui chứ, không những mình bây giờ mình có tuổi mình được hưởng mà nay mai con cháu mình chúng nó còn được hưởng. Toàn thể nhân dân chúng tôi cũng như thế hệ trẻ vô cùng phấn khởi, nhân dân sẽ đón chào một năm mới rộn vang hơn mọi năm. Toàn thế hệ trẻ đoàn viên của xã Xuân Dục với cái vị trí vai trò của mình sẽ cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước. Với sự nỗ lực phấn đấu, đến nay diện mạo vùng quê tiếp tục được đổi mới khang trang hơn. 100% các tuyến đường trục xã, đường liên xã đều đã được nâng cấp mở rộng trên 5,5m, mặt trải áp phan nhựa và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Khu trung tâm hành chính xã, hệ thống trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng khang trang. Năm 2024, xã Xuân Dục tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất và những cái phần còn lại phấn đấu về đích nông thôn mới, về kiểu mẫu, về tiêu chí văn hóa. Trong tương lai, xã Xuân Dục sẽ tiếp tục có những bước tiến cao hơn, xây dựng vùng quê ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với quê hương của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật. Xuân về trên khắp nẻo mọi đường quê, đa dạng sắc màu của những loại hoa và xuân này, về thăm những ngôi nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm, tường xưa, mái cũ nhưng vẫn ấm áp đón bước chân người, từng ngôi nhà đậm đà nét đẹp truyền thống của ngôi nhà Việt ngay tại xã Bình Minh, huyện Khoái Châu. Trải qua bão biến thiên, những ngôi nhà trên 140 năm tuổi của gia đình ông Nguyễn Chu Thanh, nơi lưu giữ nhiều nét đẹp kiến trúc của làng quê, vùng đồng bằng Bắc Bộ vẫn còn nguyên vẹn. Ngôi nhà của ông được xem là một trong 5 ngôi nhà cổ quý giá nhất trong xã nhờ kết cấu hoàn toàn bằng gỗ lim. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì gia đình nhà chúng tôi thường xuyên đưa các con về đây thăm cụ và thăm lại ngôi nhà cổ. Tuy là nhà mộc mạc hàng trăm năm tuổi nhưng mà vẫn là rất là ấm cúng. Căn nhà này nó quý lắm, nó là cái báu vật của các cụ để lại. Cũng có nhiều thợ thuyền, mọi người đến quay tham quan xem lại cái nét cấu trúc của các cụ ngày xưa. Thế nên tôi vẫn cứ dạy con các cụ lưu truyền lại như thế này là các con về sau vẫn cứ phải giữ như thế này. Đây mái ngói in màu thời gian, đây bức tường đã hằn vệt rêu cũ nhưng trong ngôi nhà vẫn ấm áp, tỏa mùi hương trầm thơm nhẹ nhẹ đúng phong vị Tết.
cột kèo nhẵn bóng, in vết thời gian. Ngôi nhà của gia đình ông Lê Văn Hiếu với tuổi đời gần 100 năm. Ngôi nhà được xây dựng với kiến trúc của một ngôi nhà cấp 4 cổ, mái đỏ, trần nhà được làm bằng lim, mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Các cụ xây nó đường nét uốn cong cái đắp hình ông nghê. Sau một thời lâu ngày là bom đạn nó bắn phá nó xuất sẹo trên này. Còn cái văn hoa các thứ là vẫn giữ nguyên, không muốn tu sửa lại cho con cháu sau này biết. Những ngôi nhà cổ này cũng là một cái sự liên kết với các cái khu di tích của địa phương. Ngoài cái quảng bá các cái di tích của địa phương thì cũng ngôi nhà cổ này cũng là một cái chuỗi để chúng tôi là quảng bá cái về cái du lịch của địa phương cũng như là của huyện Quái Châu. Du xuân bên những ngôi nhà cổ với âm thanh quen thuộc của làng quê và làn gió xuân khiến cho nhiều người phải ngỡ ngàng như lạc vào không gian yên bình cổ xưa của vài trăm năm về trước. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.